Em xin chào các bác đang theo dõi kênh Thanh Tùng Solar. Hôm nay bên em tiếp tục về kho pin Longi công suất 450W để phục vụ anh em nâng cấp hoặc là lắp những công trình mới. Pin Longi hiện tại giá rất là tốt các bác nhé. Và em cũng rất mong muốn là giá pin mặt trời luôn luôn bình ổn và thấp như thế này để những anh em đam mê mặt trời dễ tiếp cận hơn. Đợt này thì giá điện lại tăng cao và những khu công nghiệp mọc lên nhiều nữa. Nên là cái tình trạng thiếu điện ấy, nó sẽ rất là ảnh hưởng tới anh em. Anh em có thể sử dụng năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng thay thế. Thì với cái tấm pin Longi công suất 450W này, nó tạo ra điện áp hở mạch là 49,6V, còn điện áp hoạt động là 41,4V, dòng là 10,87A. Pin Longi thì được cấu thành bởi những cái linh kiện được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia về các bạn, và được gia công và lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, những cái tấm pin này thì được sản xuất theo đơn đặt hàng để xuất Mỹ các bạn, nên là cái chất lượng nó cực tốt luôn. Đấy, đây là cái hàng xuất dư các bạn nhé. Đấy, không xuất đi được thì mới có giá tốt như này các bạn. Pin này pin mới 100%. Đấy, không có lỗi lầm gì đâu các bác nhé. Đấy. Kích thước của cái tấm pin Longi 450W này là chiều dài là 2m1 các bạn nhé. Chiều dài 2m1 và chiều rộng là 1m04. Trọng lượng là 27,5kg. Suýt soát 30kg các bạn. Chính vì nó nặng và cồng kềnh nên là bên em chỉ bán tại kho thôi. Đấy, tấm pin này công nghệ 9.3 các bác nhé. Đấy, hàng rất là cồng kềnh. Nên là bên em ship toàn quốc thì ship tối thiểu là phải lấy từ 5 tấm trở lên các bác nhé. Đấy, 5 tấm trở lên thì bên em mới ship các bạn. Đấy, khung nhôm rất là dày. Đấy, tấm pin này được sản xuất theo công nghệ 2 mặt kính và 9.3. Cái công nghệ 2 mặt kính này rất phù hợp cho những anh em ở vùng biển hoặc là anh em lắp cho tàu thuyền. Tại vì cái mặt kính này nó sẽ chống được cái gió biển các bác nhé. Nó tránh bị bào mòn. Đấy, chống bào mòn rất là tốt các bạn. Đấy, cái nhược điểm của nó là nặng thôi các bạn nhé. Nó rất là nặng nên là anh em thi công lắp đặt thì nó sẽ rất là vất vả. Đấy, pin rất đẹp các bạn. Tấm pin mặt trời nó chính là một cái nguồn điện các bạn nhé. Đấy, anh em đầu tư một lần nhưng mà sử dụng rất là lâu dài. Đấy, độ bền của những tấm pin mặt trời nó lên tới 20 năm các bạn. Đấy, chính vì vậy nên là nó sẽ giúp anh em chủ động về nguồn điện. Đấy, nhất là cái thời điểm này thì giá điện cao này. Và cái thứ hai nữa là cũng hay bị mất điện do quá tải. Đấy, chính vì vậy nên là anh em đầu tư năng lượng mặt trời ấy, thì là một cái nguồn năng lượng xanh và rất là bền vững. Tấm pin mặt trời thì nó tạo ra điện các bạn, nên là có rất là nhiều cách để khai thác. Đấy, cách đầu tiên với cái điện áp hoạt động của nó là 41,4V ấy, thì anh em có thể là sử dụng sạc trực tiếp cho xe đạp điện 3 bình 36V. Đấy là cách đơn giản nhất các bác nhé. Đây là hai đường điện ra của tấm pin các bác nhé. Theo quy chuẩn của tất cả các hãng ấy, thì cái rắc này là rắc cái này, nó chính là rắc âm. Anh em phải phân biệt rõ âm dương nhé. Tại vì tấm pin nó tạo ra điện áp một chiều các bạn. Anh em mà không đấu đúng âm dương sẽ rất ảnh hưởng đến thiết bị, có thể cháy thiết bị ạ. Còn rắc bên kia nó là rắc dương. Đây, mặt sau của nó là mặt kính các bác nhé, nên là rất là nặng. Đấy, tấm pin này nó tạo ra điện áp là trên 40V. Chính vì vậy nên là cách khai thác tiếp theo là anh em có thể cho chạy trực tiếp với những cái thiết bị điện chạy cái điện áp giải điện áp rộng. Ví dụ như bên em đang có những mẫu bơm nước sử dụng giải điện áp vào từ 40 cho tới 60V. Đấy, ngoài ra thì anh em có thể sử dụng tấm pin này để sạc cho bình ắc quy 12V, 24V. Đấy, cái này thì nó sẽ không thể sạc trực tiếp được các bác nhé. Anh em sẽ phải qua một thiết bị trung gian, nó là điều khiển sạc. Thế thì với cái hệ 12V, nếu anh em đầu tư điều khiển sạc rẻ thì nên sử dụng những tấm pin 200W trở lại thôi. Còn những tấm pin này áp hơi cao, anh em muốn sạc cho bình 12 hoặc 24 thì anh em sẽ phải đầu tư sạc công nghệ MPPT. Mà công nghệ MPPT thì giá nó rất là cao các bạn. Đấy, chính vì vậy nên là nếu mà để sạc hệ 12 thì anh em vẫn nên chọn lựa tấm pin nhỏ hơn. Đấy, còn tấm này nó cho ra cái điện áp rất là cao này cơ. Điện áp hoạt động của nó 41,4V thì nó sẽ phù hợp anh em sạc cho hệ 36 hơn. Đấy, 36 hoặc là ít nhất là 24 các bác nhé. Chứ còn nếu mà sạc cho hệ 12 mà dùng cái sạc sung ấy thì thực sự là nó cũng còn không bằng cả một tấm pin 200W các bạn.
Rõ ràng là tấm pin to thì công suất nó cũng hiện tại cái tấm pin Longzhi này giá cũng rẻ đấy. Thế nhưng mà nó khá nặng các bạn, chi phí vận chuyển rất là cao. Đấy. Và mỗi một loại nó có một cái nhiệm vụ, một cái công dụng riêng các bác nhá. Cái tấm pin công suất lớn này thì thường thường lắp công trình nó sẽ hợp hơn này. Anh em dùng biến tần để khai thác, sử dụng kết hợp nhiều tấm pin vào, qua biến tần anh em chạy những hệ lớn ấy, thì là nó rẻ. Còn nếu anh em sử dụng hệ nhỏ ấy, thì sẽ cần những cái tấm pin mà có sự linh hoạt, ví dụ như nó nhẹ hơn này. Đấy, áp nó thấp hơn để nó phù hợp với cái tấm pin cái hệ ắc quy nhỏ. Chứ còn những cái tấm pin to như thế này thì anh em thấy cái điện áp của nó tới 41,4V ấy, mà sạc cho hệ 12 thì áp nó cao lắm. Thường thường là áp cao thì dòng nó sẽ thấp các bác nhé. Đấy. Các bác để ý những cái tấm pin 200W ấy, thì áp của nó cũng chỉ khoảng 18V thôi. Dòng của nó có khi còn cao hơn dòng của tấm pin này. Dòng của nó trên 10A.